Cái ngôi mộ này cũ quá rồi, không có người thân chăm sóc đó. Chào mọi người nha, thì hôm nay là ngày Thanh Minh, thì không phải là ngày chính, tại vì hôm nay là năm nay là năm dịch rồi, thành ra gia đình mình cũng đi cúng Thanh Minh sớm, và một số người họ cũng đi ăn Thanh Minh sớm nè mọi người. Đây, thấy giấy dán chưa đó, thì năm nay là năm dịch rồi nên ai cũng tranh thủ làm sớm đi để tránh tập trung đông người. Có số người họ đi cũng rất sớm nha mọi người. Nay đúng là ai ai cũng tranh thủ là đi sớm hết. Alo, cậu mới em tới rồi nè. Đây là cái khuôn viên của chùa nha các bạn, thì cái chùa này cũng đang xây dựng nha, chùa này lớn lắm. Đây là chùa mà di tích cấp tỉnh nha mọi người. Đấy, đang trong giai đoạn xây dựng và đã sắp hoàn thành rồi. Đây là phía sau khuôn viên chùa.